Rồi buổi ngày hôm trước, tuần trước thì rất là tiếc là thầy có việc bận nên là chúng ta không học được. Nhưng mà buổi tuần trước nữa thì chúng ta đã học về cái cặp âm nguyên âm tiếp theo, nó là âm A này, âm I và âm OI. Như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, chúng ta đã học ba cái cặp âm đấy. Thì đầu tiên mình có chữ E và chữ I, mình sẽ đọc là chữ A. Nhá, các bạn nhớ nhá, chữ E và chữ I mình đọc là A, A. Nó là chữ E và chữ I thôi. E, I, A, A. Cặp âm số 2 nó là ai, đúng không, là ai ai, chữ a và chữ i, ai. Và cái cặp âm cuối cùng là âm oi, đúng không, thì mình sẽ đọc là oi oi oi. Lần lượt thì mình sẽ có là a ai oi, được chưa? Mình có cái tiêu đề ở phía bên trên là have a great time. Đó. Thì nếu mà các bạn để ý thì có cái chữ time các bạn đọc sai rất là nhiều. Bạn nhớ là đọc cho thầy là t a i nhé, time time. Ok, thì đây là bài của buổi ngày hôm trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài quiz nhé, để xem là các bạn có nhớ không nào. Thực ra là những cái từ này đọc rất là dễ thôi, ví dụ là nó chỉ có một âm tiết như thế này thôi thì chúng ta sẽ rất là dễ phát hiện ra. Mà đặc biệt là cứ nhìn thấy chữ a, chữ a ấy, thì các bạn cứ để nó là âm a như này. Đây nữa này, ví dụ là A và chữ I thì cũng sẽ đọc là A thôi, A và chữ Y cũng sẽ đọc là A thôi, chữ I và chữ Y cũng là A, EA thì mình cũng đọc là A, rồi là EIGH mình cũng đọc là A. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm xem là như thế nào nhé. Thầy sẽ gửi cái link bài quiz qua qua Zoom và qua Zalo nhé. Và các bạn bấm vào đó thầy nhé. Các bạn cố gắng vào nhanh nhé. Ở đây thì có của Khang, của Đại, của Tuấn Minh, của Tú Anh, Huy Minh, Thảo My, Băng Hà, Linh Phúc, Ngân Khánh và bạn Hòa. Việt Hùng nữa này. Để mà chọn đúng đáp án thì các bạn nhớ phải đọc to cái từ đấy lên nhé. Chúng ta sẽ có 30 giây để lựa chọn đáp án thôi. Mình sẽ phải đọc to cái từ đấy lên để xem là nó đọc như thế nào. A là I hay là O. Còn ba bạn nữa chưa vào được. Các bạn nhanh nhanh chóng vào trong cái hình nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Nếu bạn nào mà chưa vào được thì các bạn thì nữa vào sau nha. Câu đầu tiên mở màn bây giờ cũng rất là dễ đúng không? Ở đây mình rất là rõ rồi, đó là chữ oi, choice. Đó là chữ o và chữ i mình đọc là âm oi, choice nhé. Có 7 bạn trả lời chính xác rồi à? Nhìn lại cho thật kỹ cho thầy nhé, cái chữ choice đấy mình viết là choice, có âm o i oi đấy, mình sẽ đọc nó là chữ oi nhé.
Ok, rồi câu hỏi tiếp theo này. Đây mình có chữ why thì các bạn nhớ nhé, hầu hết là những cái từ này chữ mình chữ why chúng ta sẽ đọc nó là chữ I, từ này mình đọc là try đó, thế nên là đáp án sẽ là âm I, try, try đó, chứ không phải là train nhá. Và next one, question number 3. What do you want to play? Do you want to play football with my friends? Thế đây mình trước đây mình đọc là play, play, l-a, lay, thì nó là âm a, âm a đáp án là chữ e và chữ i nhé. Ồ, vẫn có 4 bạn trả lời sai hả? My next one, question number 4. Okay, cái chữ này mình đọc là like, không thì nó là âm I. Đó, thế nên là nó sẽ là chữ A và chữ E, có chính bạn trả lời chính xác không? Đó, next one. Hey, cái chữ này thì mình đọc là rain đúng không? Rain là âm a, r a, rain nhá. À, có 7 bạn trả lời chính xác không? Next one. Okay, cái từ này mình đọc là wait. Đó, wait, wait. À, nên là đáp án sẽ là chữ A. À, thì như các bạn nhìn thấy đây nó có chữ A này, chữ A này, mình sẽ đọc là chữ A hầu hết nhé, là cứ có chữ A ở đầu này thì nó sẽ là chữ A, sẽ là âm A, chữ E và chữ I. À, next one. Number 7. Thank you.
Ok, câu này thì mình có từ rain là trời mưa đấy, đúng không? Mình cũng có chữ A thì như vừa nãy thầy đã nói rồi đúng không? Cứ nhìn thấy chữ A của mình, chữ A mà nó đằng đầu hoặc là nó chỉ có một mình thôi thì mình sẽ chọn nó là âm A, là chữ E và chữ Y. Và cũng là trả lời đúng câu này. Next one, question number 8. Từ này thì mình có một mình chữ A ở đầu đấy các bạn, thì mình sẽ đọc là chữ mate. Đó, có 6 bạn trả lời chính xác, họ rất là tiếc, nói đọc là might hay là moit cả. Nhớ nhất là nếu mà nó có một mình chữ A đúng là đằng đầu như thế này, xong rồi nó lại có đằng sau nó là một cái phụ âm này, thì chắc chắn là mình sẽ đọc là chữ A nhé, mate. Và có 6 bạn trả lời chính xác trong câu này. À, không phải là lúc nào nó cũng sẽ như thế nhé, nhưng mà hầu hết các trường hợp thì nó sẽ như vậy. Ví dụ như là mình không có chữ y ở cuối mà cái từ này thì nó sẽ không đọc là mate nữa mà nó sẽ đọc là mat, và nó sẽ phải biến đổi âm đi một chút. Nhưng mà nếu mà đằng sau chữ a có một phụ âm và cuối cùng nó lại có một cái nguyên âm nữa thì mình sẽ đọc là chữ a. Ok, rồi tiếp nha. Trong cái từ classmate đấy. Ok, chữ này thì rất là đơn giản, mình đọc là 8, số 8 đúng không? 8. Nên là đáp án nó sẽ là chữ A, 8 bạn trả lời đúng rồi. Có 4 bạn đọc là oil, số 8 đúng không? EIGHT đọc là số 8, đọc là 8. Rồi tiếp theo nha, number 10. Ok, câu này mình có chữ gì nữa nhỉ? Chữ này mình đọc là by đúng không? Nó là I nhé. Có 7 bạn trả lời chính xác là âm I thôi. Next one, number 11. Chữ này thì rất đơn giản là mình đọc là may đúng không? M-A, may thì nó chữ A. Có 7 bạn trả lời chính xác là chữ A thôi. Xoắn vào. Ok, rồi cái chữ này mình đọc là coin,
y đúng không? Oi. Đó, thế là nó sẽ là âm oi của 8 bạn trả lời chính xác. Trên này mình đọc là time đúng không? Thì nó sẽ là AI, âm I. Và có 6 bạn trả lời chính xác thôi. Mình xoát. Ok, là cái chữ này mình đọc là boy đúng không? Boy, nó sẽ là âm oi và có 9 bạn trả lời chính xác này. Next one. Chữ day đúng không? Trong từ today, Sunday, Monday, Wednesday các thứ đó thì chữ day thì nó sẽ là âm A, có 10 bạn trả lời chính xác thôi. Câu này thì mình lại có cái âm oi, bởi vì các bạn nhìn thấy mặt chữ nó có chữ o và chữ y thì nó cũng sẽ đọc là chữ oi luôn, và có 9 bạn trả lời chính xác. Next one. Okay, đáp án ở trong câu này mình đọc là paint. À, nó lại có chữ A ở đầu đấy các bạn. Có chữ A và chữ I là hai nguyên âm cạnh nhau thì mình sẽ đọc cái nguyên âm ở đầu là chữ A. À, nên đáp án nó sẽ là chữ A. Xóa bạn trả lời chính xác thôi. Paint nhé. Thank you.
màu xám đấy đúng không? À, nó có màu xám này nó có hai cái viết G R E Y và G R A Y nhé, được đọc là gray. Nên là nó sẽ là âm A và tám đó, chính xác cho câu hỏi này. Chúng ta là die, nó là âm a i die, i đoạn kia có chính bạn trả lời chính xác. This one. Trong câu này thì chúng ta có từ lawyer đúng không? Lawyer thì nó sẽ là âm oi nhé. Có vẻ bạn trả lời chính xác không? Chữ came nó sẽ là a k a came đúng không? Nó có 22 à có 8 bạn trả lời chính xác. Và next one question. Toy thì nó sẽ là oi. Ok, thử xem nhé. Có 12 bạn trả lời chính xác. Ok. Về cái mặt chữ ấy, chúng ta nhìn thấy có chữ O và chữ Y cạnh nhau thì mình sẽ đọc là chữ O và chữ Y thôi, mình cũng sẽ đọc là voice. Nó có 10 bạn trả lời chính xác câu hỏi.
chữ right đúng không, thì nó sẽ là I. Nếu mà những người ta có cái chữ I đấy, là chữ in ngắn sẽ đọc là chữ I, nên là mình sẽ phải chọn là âm I nhé. Còn chính là thứ chính xác không? Number 26. Ta có từ thì tên là great đúng không? Mặc dù nó có cái chữ y ở đằng trước, nhưng cái chữ y thì chúng ta sẽ không đọc lên, mà chúng ta sẽ chỉ đọc cái chữ a đằng sau, thế nên là mình sẽ đọc là great, nó là chữ a, nó có một bản thân chính xác. Và bản thân đi sai bên. Chữ A đầu thì chúng ta cũng sẽ đọc là âm A, bảy bản trả lời chính xác. Number 28. Ok, và chúng ta có câu hỏi là annoy đúng không? Có chữ o và chữ y dài đấy, thì nó cũng sẽ đọc là chữ oi thôi. 8 bạn trả lời chính xác. Nó có chữ annoy. Này thì rất là quen thuộc với các bạn rồi, mình học cái từ này cũng khá là lâu rồi, trong cụm từ là airplane đúng không? Ngoài ra thì mình cũng có thể chỉ cần nói là plane thôi, thì mình sẽ đọc là chữ play, thì mình sẽ là chữ a nhé. Rồi ok, next one, number 13. Chúng ta có câu hỏi là từ wine, đó thì nó có một chữ ai đứng bên cạnh thì mình sẽ đọc một chữ wine. Các bạn nào đang bật mic thì các bạn tắt mic như thế nhé. Wine đúng không, thì nó là chữ a và chữ y. Minh Khang Nhất Nam đúng không, thì sao tắt mic như thế nhỉ?
thì mình có chữ Y thì nó là chữ A và chữ Y nhé, nên là mình sẽ có A. Chúng ta có từ white, nó màu trắng thì cũng sẽ đọc là âm ai thôi, có 12 bạn trả lời chính xác. Thế thì trên chúng ta có từ table rất là quen thuộc các bạn rồi, sẽ là chữ A, table, table âm A, có chính bạn trả lời chính xác không? Rồi, thế này mình đọc là say thì nó sẽ là âm A, của chính bạn trả lời chính xác nhé. Chữ này mình đọc là hai, họ có một chữ A sẽ đọc là
hai là âm ai, tám là trả lời chính xác. Number 37. Đây mình có từ why, là âm I, why, và có 8 bạn trả lời chính xác. Rồi mình lại có chữ oi ở trong cái từ đấy, mình có avoid nhá, nó sẽ là âm oi. Có 7 bạn trả lời chính xác. Number 39. Còn 3 câu hỏi nữa các bạn ơi. Ok, mình có chữ point đúng không? Lại có chữ o và chữ y cạnh nhau nên là nó sẽ là âm oi. Và có 8 bạn trả lời chính xác. Number 14. Ok, mình có từ break, mình đọc là break. Mình cần là mình nhìn mình có chữ y đứng ở đằng trước chữ a, mình sẽ bỏ chữ y đi lên, mình chỉ đọc một chữ a thôi, thì nó sẽ là âm a. 6 bạn trả lời chính xác trong câu hỏi này. Number 41. Có từ wait tương tự có anh ạ. Thực ra là mình đã gặp cái từ này rồi đấy, là ở trong cái từ eight số 8 ạ. Bây giờ nó chỉ thêm mỗi cái chữ w vào đằng trước thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến cái âm của chúng ta, nên là mình vẫn đọc nó là chữ a thôi. Mình có chính bạn trả lời chính xác trong câu hỏi này. Ok, and the last question, number 42. Thank you.
Rồi thì cuối cùng thì lại càng đơn giản, có chữ O và chữ Y dài thì nó cũng sẽ giống như O và chữ ngắn, cũng đọc là oi, enjoy, và có 9 bạn trả lời chính xác. Ok, rồi các bạn quay trở lại phòng Zoom này nhé. Chúng ta sẽ xem là bạn làm kết quả cao nhất nào. Rồi, đây là kết quả bảng tổng sắp của ngày hôm nay. Đứng thứ ba là bạn Phạm Thế Ngân, thứ hai là bạn Thảo My và đứng thứ nhất là bạn Hòa. Và xin chúc mừng các bạn. Bạn Hòa với lượng trả lời chính xác là 92% này, Thảo My là 88%, Ngân Khánh 85%, Huy Minh 80%, Hà Linh 80%, Minh Khang Nhất Nam 69%, Quang Bảo 59%, Nguyễn Hải Băng 59%, Bảo Long 54%, Tuấn Minh 47%, Tại 40%, Tú Anh 26%. Tụi anh chắc là bị lát đúng không? Việt Hùng là 26, Sách là 9 này, Phương Vi 9, Tường Vi 7, Nguyễn Hải Băng, bạn Sách và Bạch Phúc là chắc là không vào được không sao, nên là thầy thấy là điều là không làm. Rồi ok, thì đây là kết quả của ngày hôm nay của các bạn. Nhìn chung là cái bài quiz này thì thấy là nó cũng không quá khó, bởi vì là nếu mà các bạn đã đọc được cái từ đấy rồi thì các bạn sẽ phát hiện ra nó là cái âm gì thôi. Mình chỉ có ba âm là âm ai, âm oi và ai này, âm oi và âm gì nhỉ? Bạn Long là Bảo Long thì biết là học ba âm là âm ai này, âm oi và âm gì? Không nhớ à? Rồi đây thì có âm a này, âm ai và âm oi nhé. Chữ a thì thầy cho rất là nhiều nhưng không nhớ à? Rồi ok, thì đây là bài của buổi ngày hôm trước. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 10 nhé, là bài của buổi ngày hôm nay. Bài buổi ngày hôm nay nó sẽ chỉ còn có hai cái cặp mà nguyên âm đôi nữa thôi. Chúng ta chỉ còn có hai cặp nguyên âm đôi nữa thôi. Bài số 11 thì chúng ta sẽ chuyển sang phụ âm rồi. Và phụ âm thì nó sẽ rất là đơn giản, nên là phụ âm chúng ta sẽ học có thể là một buổi chúng ta sẽ học cả hai bài luôn. Thì đầu tiên là cái bài số 10 ngày hôm nay mình sẽ học hai âm nguyên âm đôi. Âm số 1 mình đọc là ơ u âu, đúng chưa? Ở đây là chữ ơ này, nó chữ e đoạn ngược thì đọc là chữ ơ. Ở đây là chính là chữ u nó học rồi nhá. Ơ u âu đọc là âu âu, chưa? Và âm số 2 mình đọc là a u âu ao ao nhé. Đây, ở đây mình có từ âu chào nhá, cha ùn chào. Rồi ok, đầu tiên là thầy có chữ âu trước nữa nhé. Là no là cold, là post, close, drove, home, phone, no, low, show, slow, boat, toe. Rồi bây giờ thầy sẽ cần các bạn đọc cụ thể nhé. Bởi vì là thời gian nó cũng không còn nhiều nên là thầy sẽ mời các bạn một vài bạn đọc với thầy không? Đầu tiên là bạn các bạn bật cam lên cho thầy xem nhá. Thì cái cam thì thầy mới gọi được. Cho Bảo Long đọc trước đi, Bảo Long đọc trước cho thầy dòng đầu tiên mà. Oh, no. Cold. Code. Post. À không, để pause không, đang học chữ âu. P O P thêm chữ sờ chữ tờ đó. Post. Post. Đúng rồi, tiếp nào. Close. Đúng rồi. Drawing. À, sao lại draw V? Con nhớ là có chữ Y ở cuối đi, bỏ chữ Y đi nhá. Hoặc là draw. Drove Ok, tiếp nào. home. H, O, H, thêm chữ M thôi. Home. Home. Rồi, tiếp nữa. Phone. Không phải phone nhá, nó là chữ O mà. V, O, F, thêm chữ N nữa. Phone. Nó lại là lắm. Phone. Rồi, ok. Bạn tiếp theo xin mời Hà Linh đọc có thể dòng số 2 nhé. Dòng số 2 và dòng 3, dòng số 4 luôn. Ba cái dòng này luôn. Con đọc no low show so both À, lại bốt. Đang học chữ Âu mà, Hà Linh. both Đúng rồi. show Đúng rồi, ok, thank you. Băng đọc tiếp cho thầy nhé. Băng đọc có thể dòng đầu tiên này. Hải Băng. No. Clothes. Cold. Coat. Pots.
là lại post, đang học chữ ông nữa. Post. Đúng rồi, post. Close. Drove. Ừ. Hold. Đúng rồi. Phone. Phone. Ok. Và tiếp theo Hòa đọc thế nào? No. Love. Serve. Slow. Boat. Boat. Và tow. Tow. Ok. À, Tuấn Minh lớp 7A. Em oh, I know. Cow. Pow. Là từ từ, pow thêm chữ sau chữ tờ nữa. Post. Post. Close. À, từ này đọc là gì để thầy? D-R-O và draw. Draw. Hold. Phone. Phone, ok, thank you. Bạn Phương Vi nào đọc tiếp không? No. Low. Show. Slow. Boat. Told. Rồi, ok, thank you. À, tiếp theo thầy sẽ mời các bạn đọc cho thầy bốn câu phía dưới nhé. Câu số 1 này. Xin mời bạn Nguyễn Minh Phúc này. Số 41 Nguyễn Minh Phúc. Dạ. Thầy nhớ lại chỗ con ổn lắm đấy. Ờ, con đọc cho thầy câu số 1 nhé. Vâng. I don't know. Mà sai rồi, cái chữ này vừa nghe các bạn đọc xong, chữ này mình đọc là no. I don't know. Hỏi thêm một cái nữa, cái chữ này không đọc là don't mà đọc là don't. D-O, don't. I don't. I don't know. I don't know. Rồi, ok, thank you. Tiếp là bạn Quang Bảo lớp 3 đọc cái gì? Don't. My toes. My toes are cold. Rồi, chính xác rồi. Tiếp theo nào, xin mời bạn Việt Hùng nào. Em dạy là Chị Nam giữ khô không? Phone. Nào, lại phone, không phải phone nhá. Phone. She phone me in October. Đọc lại đây nào Hùng ơi. She phoned me in October. Vẫn sai. Chữ October mình đọc là October. October. À, ok. À, tiếp nhé bạn Ngân Khánh, cho có thể câu cuối nào. Con thưa thầy, say show. Show, show. Lại nào, show rồi con môi lên. Show. You stay us, home. Us, show us their home. They saw us stay home. Rồi, ok, thank you. Rồi thì đây là cái chữ O nha các bạn nhé. Chữ O là chữ Ơ và chữ U nhé. Thì mình sẽ đọc nó là chữ Ơ, U, O. Mình cho trong các cụm từ như là no là cold, post, close, draw home và phone. Mình chưa? À, cái âm số 2 của chúng ta học trong ngày hôm nay là chữ A, U, Ao. Mình chưa? A, U, Ao. Hoặc là Ao, Ao. Và cái này đọc là Ơ, Ơ. À, để mà đọc đúng được các âm nguyên âm đôi ở trong tiếng Anh thì các bạn cứ kéo dài cái âm số 2 ra. Thì như trước là chúng ta học ba cái âm này thì mình sẽ đọc nó là cái gì nhỉ? E, I, này, A, I, O, I, đúng chưa? Còn ở bên này thì mình sẽ đọc nó là Ơ, U, A, Ơ, U, A, U nhá. Khi mà mình đọc cần nó lại, đọc sát nó lại nhanh hơn thì sẽ thành chữ Âu và Âu. Rồi ở đây chúng ta có các từ sau này. How, now, vow, loud, mouse và sound. Và bây giờ thầy lại mời các bạn đọc với thầy nhé. À, bạn Đại đọc với thầy nhé. Đại đọc với thầy dòng đầu tiên, ba từ đầu tiên nào.
Lại đâu nhỉ? Thầy mới đọc câu nào thầy? Đây, dòng đầu tiên. How now vào. Oh. How now vào. How này. Now. Now. Rồi, ok. Thank you. Thảo My đâu có thể dòng ở dưới nào. Lào. Màu. Xào. Rồi, ok. Chữ mau thì nó có cái âm TH ở đằng cuối nữa thì phải đúng là cái âm TH nữa là mouth. Yeah. Mouth. Rồi ok. Tiếp theo là bạn sách có thể dùng ở trên nhé. Ow. How. Ừ. Now. Now. Đã. Vowel. Vowel. Vowel nhé. Vowel. Vowel. Rồi ok. Thank you. Huy Minh ở dòng dưới. Lào. Màu. Xào. Ừ ok. Thank you. À, Tú Anh dòng trên đi. Đặt đặt cái trên này dưới này. Trên. Đây là how. How. Now. Vào. 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 Ờ, ok. Nghĩa đọc có thể dùng ở dưới nhé. Cái dòng ở dưới này. Ừ. How. Loud. Loud. Mouth. Và sound. Đọc lại nào. How. Loud. Mouth. Sound. Rồi, ok, ok. Bạn Linh ở đâu có thể dùng ở trên nào. Con thức thầy con đọc how now vào bao quả liên tục lại nè bao quả hour bao quả rồi ok tiếp theo xin mời các bạn đọc có thể những cái dòng ở phía dưới nhất thì có 4 câu nhé đầu tiên là xin mời bạn Hải Băng đọc trước có thể đi câu số 1 này. Hello. £1,000. £1,000. Rồi ok. À, bạn số 2 nào, xin mời bạn Hà Linh nào. Loud vowel sounds. Con nhân đây con đọc loud vowel. Vowel sound. Nghe nghe nghe. Vowel. Vowel sound. Loud vowel sounds. Lao bao vô. Rồi, thank you. Câu số 3 nhé, xin mời bạn Bảo Long. Bảo Long đâu nhỉ? Rồi, thì tìm mời bạn Sách nhé, Sách là vấn đề câu số 3 nào. Bạn Browser. Round the house. Round the house. Round âm ao. Round the house. Round the house. Lại house rồi. Ao mà. House. Round the house. Rồi ok chính xác. Đúng nhá. À, bạn Tuấn Minh là vấn đề câu cuối nào. Countdown. Em giờ em đọc. Cow. Cow đồn. Ừ, đồn. Đang học âm ao mà đồn. Cow. Âm ao. The ao down thêm chữ n thôi. Down. Cow down. The. 3, 2, 1. Row. Now. Now. Ui, mình từ nãy giờ học âm ao mà sao lại cứ đọc là chữ o thế? Countdown 3, 2, 1 now right now. Count now 3, 2, 1 now. Rồi ok. Bạn Ân nhé, bạn Ân đọc đây con số 1 nào. £1,000.
Nguyễn Thiên Ân. Ân có đây không? Ừ, không có thì sẽ mời bạn khác nhé. Bạn Bảo Long đứng đây có số 1 nào. Bảo Long. Ở Hòa đi, Hòa là có thể có số 1 đi. Bảo Long đi đâu? Ờ, thousand pounds. Nào lại pound. Per hour pound, đọc rõ cái chữ hour. Thousand pounds. Pounds. Rồi, đúng. Ok, thank you. Tiếp theo là Hùng đóng đây câu số 2 nào. Nguyễn Việt Hùng. Bảo Long ơi, để ý điện thoại cho con đi đâu ấy. Em đây là loud. Vowel. 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 Sounds. À, cái chữ sờ này. Ai đọc một chữ sờ đó. Đọc một chữ sờ. Sounds. Sounds. Đúng lại nào. Sounds. Rồi, ok. Mời Bảo Long luôn nhỉ. Bảo Long cho thầy cô. Bảo Long cho thầy cô số 3 nhé. Em đây thầy con đọc. Ow. Ow. Round the house. Round the house. Round the house. Rồi, ok, thank you. Tiếp theo nhé, thì sẽ mời một bạn nữa. Thì bạn Phúc là Nguyễn Minh Phúc là có thể câu số 4 nào. Con dao. Nên là ông ao, con ơi, tất cả chữ màu đen đều đọc là ao. Cờ ao cao. Cờ ao đao. Đúng rồi, cao dao. Cao dao. 3, 2, 1, now. Rồi, ok, thank you. Rồi thì đây là bài của buổi ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ học có hai âm thôi, mà hai âm này nó rất là đơn giản. Các bạn nhìn thấy là nó chỉ có là chữ ơ, chữ u và chữ a và chữ u. À, Phương Vi giơ tay ạ. À? Phương Vi đọc hết thầy cô cuối nhé. Khao trang nào. Phương Vi đâu nhỉ? À, Phương Vi đọc hết thầy cô cuối. Three, two, one, now. Rồi, ok, thank you, Phương Vi. À, thì đấy, mình sẽ chỉ có hai cái âm, mình đã học hai cái âm này thôi. Thì như các bạn nhìn thấy nhé, nếu mà có một mình chữ O hoặc là cứ có chữ O đứng cạnh một cái nguyên âm nào khác thì mình sẽ đọc là chữ O. Được chưa? À, chữ O, chữ OW này, OA này, OE này thì đều đọc là chữ O hết. Tuy nhiên, nếu mà chữ O mà đứng cạnh chữ O và đứng cạnh một cái chữ W thì thường nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là nó sẽ là chữ A và hai nó sẽ là chữ O. Thế thì bắt buộc chúng ta sẽ cần phải đọc cái to cái từ đấy lên xem là nó là chữ A hay là chữ O. Ví dụ như chữ này mình đọc là show chứ không đọc là shall, hoặc là chữ slow chứ không đọc là slow. Đó, thì khi mà mình đọc thì mình sẽ biết được thôi, bởi vì hầu hết là những cái từ mà có một âm tiết là các bạn đều học hết rồi. À, còn chữ O và chữ U này thì là thường là nó sẽ là chữ ao nhiều hơn. À, đó thì là bề mặt âm thì các bạn nhìn thấy chữ U và chữ O này thì thường nó cũng sẽ đọc là chữ A. Trong cái trường hợp này thì bắt buộc là mình sẽ cần phải đọc nó ra thôi, chứ cũng không còn một cách nào khác cả nhá. Thì về sau buổi sau thì thầy sẽ cho các bạn làm bài quiz, nhưng mà từ thì thầy sẽ cho ở ngoài nhiều hơn để cho các bạn thử đọc xem là đọc nó có chính xác không, thì các bạn về nhà tập thêm cho thầy nhá. Tí nữa thầy sẽ gửi lại cái video bài giảng cho các bạn xem lại. Thì nhìn chung là nó cũng chỉ có như vậy thôi. Và chúng ta đã xong hết tất cả các âm nguyên âm đôi rồi. Thì nhắc lại các âm nguyên âm đôi mà chúng ta đã học nhé. Bài số 10 vừa học xong là chữ âu và chữ ao, đúng chưa? À, bài số 9 chúng ta học 3 âm là A, I và oi. Bài số 8 chúng ta học 2 âm là ear, ear và air, đúng chưa? Ear và air. Nhớ nhất là nó sẽ có cái chữ ơ đằng sau nữa. À, thế thôi, là hết rồi. À, là hết cái nguyên âm đôi rồi. Và bài tuần sau thì chúng ta sẽ học sang phụ âm. À, thì như vừa nãy thầy cũng đã giới thiệu qua một chút rồi, thì bài phụ âm thì chúng ta học rất là nhanh thôi, bởi vì nó cũng giống như trong tiếng Việt thôi. À, thế nên là một bài, một buổi chúng ta có thể học được hai bài một lúc để cho nó nhanh. À, chỉ có một cái âm mà nó không có, có một vài âm nó không có trong tiếng Việt thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn, còn đâu thì chúng ta sẽ học nhanh thôi. Rồi, ok. Buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Còn các bạn mà không có câu hỏi gì thì các bạn có thể ao nhé.
Thank you. Goodbye, class. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye-bye. Bye-bye.